Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động các chương trình đồng cấp bằng cử nhân ngành marketing và cử nhân ngành quản lý. Chương trình cử nhân ngành marketing được Khoa Quốc tế và Trường Đại học Prep, Trường Đại học Keoka phối hợp xây dựng từ năm 2018 theo mô hình đồng cấp bằng. Ngôn ngữ đào tạo là tiếng Anh và thời gian đào tạo 4 năm, 8 học kỳ. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh là 80 sinh viên. Chương trình cử nhân ngành marketing và cử nhân ngành quản lý là những chương trình đào tạo liên kết quốc tế đầu tiên do Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với các trường đại học đối tác nước ngoài đồng cấp bằng. Lễ phát động có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác với các trường đại học đối tác nước ngoài, ghi dấu sự ra đời một mô hình đào tạo mới trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng ngày, Khoa Quốc tế tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019 cho 413 tân thạc sĩ, tân cử nhân bằng tốt nghiệp các chương trình đào tạo. Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh liên kết với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lung Hoa, Đài Loan. Cử nhân ngành kinh doanh, kế toán liên kết với Trường Đại học Prep, Malaysia.